Khi Tổ quốc lâm nguy, đôi chân này đã băng rừng lội suối, xông pha trên những trận mạc mệt mùng lửa đạn chiến tranh, vượt qua làn danh sinh tử để góp công cho độc lập tự do, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, đôi chân ấy lại khắc họa chân dung một người lính cổ hồ, kiên cường bền bỉ, vượt qua chông gai thử thách và lặng thầm góp công trên những mặt trận mới. Hôm nay, dù tuổi đã ngoài 80, thương tật của chiến tranh khiến sức khỏe cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Tiến Chức cạn vợi đi nhiều. Thế nhưng ngọn lửa trong ông vẫn tỏa sáng. Đó là những bước đi không mỏi của người cựu chiến binh trên trận tuyến kinh tế, thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong những ngày tháng 4, hòa vào không khí hân hoan của dân tộc, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đại gia đình cựu chiến binh Nguyễn Tiến Chức lại có dịp đoàn viên bên người cha, người ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ như niềm tự hào, lời tri ân của con cháu dành cho ông. Không còn là những buổi họp về những hoạch định kinh tế cho công ty hay giải quyết những vướng mắc của công trường, mà không gian giờ đây là những câu chuyện của ký ức lịch sử của cuộc đời ông. Dẫu rằng đó là những câu chuyện mà ông thường hay kể, nhưng với những người con, người cháu thì đó lại là niềm tự hào gia đình đầy thiêng liêng. Cũng có cái truyền thống học bố, rồi là bố thì cũng là một đảng viên rồi là lão thành. Tôi lúc là khoảng 15-16 tuổi, nhưng mà với có cái ý chí nghị lực thì tôi được các chú bộ đội và như thế là dẫn đường để mà tiếp cận, để mà giải phóng hai cái đồn bốt, bốt Tân và bốt Khô Cả. Đến năm 65 thì tôi đi bộ đội. Trước khi mà ở miền Bắc thì sư đoàn 308, thế sau 308 lại cử tôi về đi vào miền Nam trong chiến trường B3, cũng đi tuyến trước. Cứ báo vụ thì nó nhiều quân, nhưng mà cứ yếu thì chỉ có một mình. Cho nên là nó cũng rất ác liệt. Thì sau khi mà nó chiếm lĩnh cái đồi Tâm Lâm thì đánh nhau sát lá cả. Thế thì không, mình không có đường thoát ấy. Đằng nào hy sinh, còn đạn thì còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thế tôi có hai làm cầu AK, xong tôi bắn làm hai loạt ấy. AK thì hai thằng cũng chết. Thì đấy cũng là một cái chiến công về được đơn vị này tặng bằng khen, danh hiệu dũng sĩ dân Mỹ. Năm 1974, thương binh Nguyễn Tiến Chức rời chiến trường trở về quê hương bên bờ sông Đáy thuộc xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm. Thời điểm ấy, nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ bao cấp, cuộc sống thiếu tốn trăm bề. Cộng vào đó là những vết thương cũ chưa kịp lành, gia đình chồng chất những khó khăn. Gạt đi những trăn trở lo âu của một người chồng, người cha, vượt lên cơn đau bệnh tật, bản lĩnh của anh bộ đội Cụ Hồ đã giúp người cựu chiến binh này không lùi bước trước những khó khăn thách thức. Ông hăng hái tham gia vào phát triển kinh tế ở địa phương. Về quê hương, về địa phương thì cũng nhiều những các cái công việc mà nó mình đắn đo và suy nghĩ để làm thế nào mà xóa đói giảm nghèo ngay cho chính cho bản thân mình, ngay lại cho một số anh em đồng đội. Thế tôi mới lại tập hợp một số anh em đồng đội để mà đi làm các cái công việc đi xây dựng hoặc là nhận thầu các cái công trình. Thế thì sau khi mà đối với lãnh đạo huyện Thanh Liêm với lại huyện Kim Thanh là vận động tôi làm giám đốc chuyên nghiệp mai 27/7 của huyện Thanh Liêm, của huyện Kim Thanh. Bởi vậy tôi cũng quản lý hơn 1.000 người. Sau khi mà xóa bao cấp thì tôi cũng lại là thôi cái chỗ 27/7. Sau tôi lại về đi làm xây dựng, nhận thầu các cái công trình nhỏ. Đi lên từ những khó khăn và kinh qua nhiều vị trí công việc đã tôi luyện trong ông ý chí và kinh nghiệm trên thương trường. Sau nhiều đảm trách công việc mà nhà nước và nhân dân giao phó, ông quyết định thành lập tổ hợp xây dựng nhằm thu hút các con em gia đình chính sách có việc làm ổn định, tạo thu nhập để đảm bảo cuộc sống.
công ty xây dựng Đồng Tiến ra đời từ đó. Dẫu biết rằng thương trường là chiến trường, kinh doanh là phải đương đầu với khó khăn thử thách và đòi hỏi người làm chủ phải vượt qua nhiều rào cản, thậm chí là có lúc vấp ngã để tồn tại và phát triển. Đã có lúc người lính già phải đối mặt với những khó khăn của suy thoái kinh tế, khiến bài toán đảm bảo thu nhập cho gần 400 người lao động chịu nặng trên vai. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, cái chất lính và sự gai góc đã được tu luyện qua chiến tranh lại bừng sáng trong ông. Bước chân người lính ấy không hề mỏi. Ông đã nhạy bén chèo lái Đồng Tiến vượt qua những khó khăn, xua tan những khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng đang gặp phải. Nhiều dự án thi công của Đồng Tiến được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng yêu cầu của nhà đầu tư. Từ bước khởi nghiệp gian nan với số vốn ban đầu chỉ vẻn vẹn 50 triệu đồng và chỉ được đảm đương những công trình xây dựng nhỏ ở địa phương, thì đến nay đã trở thành một tổng công ty có nguồn vốn lên tới 80 tỷ đồng và hệ thống 5 công ty nhỏ hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng. Gần trọn cuộc đời gắn bó với vùng đất Thanh Nghị, vượt bao khó khăn thử thách, kinh qua nhiều công việc khác nhau, nếm trải đủ thành công và thất bại. Đến hôm nay, thương hiệu xây dựng Đồng Tiến đã khẳng định được vị trí trên thương trường. Nguyện vọng của người cựu chiến binh già là tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập trung bình 6 triệu đồng một người một tháng cho con em cựu chiến binh, những người đã cùng ông vào sinh ra tử trên chiến trường đã thành hiện thực. Ông thì đúng là một người bộ đội Cụ Hồ. Từ khi ông trở về quê hương, ông tạo cho các xây dựng các cái công ty để tạo công ăn việc làm cho con cháu và các người chưa có công ăn việc làm. Bản thân tôi cũng bước qua một thời kỳ lính, nên cũng hiểu được cái tác phong và cái phong cách làm việc của ông. Thì qua những đó thì mình cũng sẽ noi gương theo ông để học hỏi và làm phát huy theo cái truyền thống của ông. Bao tháng năm cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, về với thời bình lại đem nhiệt huyết cuộc đời để góp phần xây dựng quê hương. Những tưởng hành trang ấy sẽ khép lại để ông an hưởng tuổi già. Vậy nhưng, ở cái tuổi 80, ông vẫn cống hiến và không ngừng học hỏi. Bước chân vẫn không mỏi để khởi đầu cho những chặng đường mới. Là người con vùng đất núi Thanh Nghị, ông luôn trăn trở khi quê hương đang trên đà đổi mới nhưng cũng đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và nguồn nước sinh hoạt. Lại một ý tưởng được nung nấu trong ông. Sau khoảng thời gian tham quan học hỏi các nhà máy nước sạch trong và ngoài tỉnh, ông đưa ra đề xuất xây dựng nhà máy nước sạch tại quê hương. Phương án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhất trí và chính thức giao nhiệm vụ cho Đồng Tiến làm chủ đầu tư xây dựng. Thời điểm ấy là đầu năm 2013, khi ông đã bước sang tuổi 75. Sau hơn nửa năm xây dựng, thi công lắp đặt, nhà máy nước sạch xã Thanh Nghị hoàn thành. Những giọt nước sạch đầu tiên được đưa đến bà con nhân dân miền quê giáp dòng sông Đáy. Trước kia thì là người dân chúng tôi ở đây dùng là nước sông Đáy mới lại nguồn nước ngầm. Đấy, nhưng mà thực ra là nó cũng không yên tâm mà nó rất là ô nhiễm. Đấy, từ ngày là có nước sạch của công ty của ông trước ấy, làm nên đến giờ là chúng tôi là dùng bằng nước sạch tất. Cảm thấy là rất là yên tâm về nguồn nước đấy, để dùng toàn bộ bằng nước sạch tất. Ông có tâm với lại quanh nhân dân đấy, mà ông cái nguồn nước này là quanh mà đúng thực tế thì mà nói là ông ấy là quanh mà đầu tư ra để mà làm cái nguồn nước sạch thì chúng tôi rất là hài lòng với thôi. Không chỉ phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân Thanh Nghị, giờ đây nguồn nước sạch của công ty xây dựng Đồng Tiến đã tỏa đi nhiều nơi. Những dự án công trình nước sạch lại tiếp tục được triển khai. Và với người cựu chiến binh Nguyễn Tiến Chức thì đó là một cách để ông tri ân quê hương, tri ân những người đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường. Không chỉ trên mặt trận phát triển kinh tế, người lính năm xưa từng băng qua bão đạn với tinh thần thép, thì nay lại tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần tương thân tương ái, đi đầu trong công tác xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Bước chân của người cựu chiến binh ấy vẫn đi trên những nẻo đường thiện nguyện với cái tâm trong sáng và tấm lòng nhân ái bao dung. Ông thành lập quỹ và lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới tập thể cán bộ, người lao động, xây dựng nguồn lực
để thực hiện thường xuyên cho các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói giảm nghèo. Từ những phong trào đóng góp xây dựng quê hương như xây dựng nông thôn mới, xây dựng các quỹ đền ơn đáp nghĩa, các chương trình tri ân liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau da cam. Đóng góp cho quỹ học bổng, học sinh nghèo vượt khó hay các hoạt động ủng hộ bà con vùng thiên tai đều được cá nhân ông và tập thể đồng tiến, đồng lòng thực hiện với tấm lòng thiện nguyện cao cả. Chỉ tính trong vài năm trở lại đây, số tiền ông đóng góp ủng hộ cho các hoạt động thiện nguyện xã hội lên tới vài tỷ đồng. Hôm nay cảm xúc chúng tôi là rất cảm động với một đồng chí cựu chiến binh già rồi mà vẫn có một những cái phần quà tri ân dành cho đồng đội của mình. Đấy là cái điều phấn khởi nhất và chúng tôi cũng luôn phải học tập cái tấm gương của đồng chí Nguyễn Tiến Chức. Ngày hôm nay, diện mạo thanh nghị quê hương ông đã thêm phần khang trang đổi mới. Trong sự đổi thay đó có đóng góp không nhỏ của đồng Tiến. Ngôi trường mà hơn 10 năm trước đồng Tiến thi công vẫn kiên cố và chắc chắn sau bao mùa ngập lụt. Ở đó có tình cảm đặc biệt của ông với các thế hệ học trò. Những buổi nói chuyện chuyên đề lịch sử, chân thành và ý nghĩa luôn được ông gợi nhắc để thế hệ trẻ thêm tự hào về truyền thống quê hương đất nước. Đó cũng là tâm huyết, tình cảm mà ông dành cho các thế hệ tương lai của đất nước. Ở ông có cái chất của người lính, vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung, vừa kiên cường mạnh mẽ nhưng cũng hòa nhã, khiêm nhường. Với ông, những người con, người cháu muốn thành đạt và trở thành những người quản lý giỏi thì trước hết phải là những trò ngoan, những công dân tốt, những người lao động chăm chỉ, chuyên cần. Ngoài giờ hành chính thì là ông rất là hòa đồng với lại con cháu, cười đùa rồi nói chuyện vui vẻ. Nhưng khi đã vào giờ hành chính thì ông rất nghiêm khắc trong công việc, ông rèn giũa rất nhiều. Trước khi đến với những thành công thì ông tôi đã rèn giũa chúng tôi bắt đầu là đi làm công nhân để sau này mới có kinh nghiệm đưa vào thực tiễn, lúc đó mới lại phát triển công ty. Ghi nhận những cống hiến đóng góp đó, năm 2010, ông Nguyễn Tiến Chức đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Nhiều lần được đi dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc. 3 lần vinh dự đại diện cho tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc. Trong căn phòng làm việc được bài trí trang trọng là nơi ông lưu giữ những phần thưởng cao quý đã được nhà nước, các bộ ngành trao tặng. Mỗi tấm bảng khen, giấy khen, mỗi kỷ niệm chương là một câu chuyện về tinh thần lao động không mệt mỏi của chủ nhân, một thương binh tàn nhưng không phế. Với bản chất là anh bộ đội Cụ Hồ, thì ông Chức đã vươn lên và đến giờ phút này thì công ty ông không những là một tổng công ty mà là một chi bộ hoạt động trực thuộc của huyện ủy Thanh Liêng. Thế thì trên cơ sở đó thì đến giờ phút này thì rất nhiều công trình ông đã đi vào hoàn thành và đã được sử dụng, mà các công trình của ông đều là đảm bảo chất lượng. Ông thì đúng là vừa có tâm, vừa có tài, vừa có đức, mà cũng là một con người tiên phong đi đầu, mà bản chất là vẫn giữ vững được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, mà thực sự ông đã trở thành một tấm gương sáng cho cựu chiến binh trong xã nhà. Mình học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm chính là mình làm, còn sức khỏe mình làm cho mình và đóng góp cho xã hội và dìu dắt các con cháu làm thế nào nó làm thành đạt. Chỉ trừ ra lúc ốm đau mà bệnh tật, thương tật nó nặng nề quá thì mới phải nghĩ, còn thì còn sức thì còn làm, tiếp tục xây dựng sự nghiệp cách mạng và ngay cho bản thân mình, và đồng thời nó là có phần nào cống hiến cho đảng và cho nước. Hơn 80 tuổi đời, 50 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Tiến Chức luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Tinh thần lao động bền bỉ và những cống hiến không ngừng của cựu chiến binh Nguyễn Tiến Chức với quê hương đã khắc họa chân dung người lính Cụ Hồ rõ nét và đẹp hơn bao giờ hết. Đó là hình ảnh người lính kiên cường, từng không quản ngại khó khăn gian khổ và hiểm nguy, băng mình qua bom đạn của chiến tranh để lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần vào bảo vệ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Thì ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
những doanh nhân cựu chiến binh như ông lại phát huy truyền thống ấy, xứng đáng là những người lính thời bình trên mặt trận kinh tế, hội nhập và phát triển.